fuck, I don't know. Oh my god, you sure? No, I don't sure, but you sure, you say I should yes. Try. Try. Wow. Hot man. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Nam Đen Vlog Official. Và ngày hôm nay trời đã tạnh mưa, miền Trung của chúng ta đang lũ lụt và hôm nay trời đã tạnh mưa nha. Thì mình và Michael đã thử làm một cái video là cho bạn Michael ăn thử xoài chấm muối ớt theo phong cách Việt Nam để cảm nhận thử như thế nào, tại vì trước kia Michael chưa từng ăn như thế này nha. Okay, the first time in the country you eat like this? No? No. No. So never today before. We will try and what you think? Well, I like fruits, but what's that? Why? Chili. Why? Oh, I think it looks nice. Okay, so you not eat it? No, no. Okay. Okay, so this mangoes and this apples. But mango, why green? Mango normally yellow. No, yellow is not good for it. Yeah? Yes. Okay. Okay. Và bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem mình đã chuẩn bị những gì cho bữa nay hôm nay thôi. You can introduce yourself with many people. My name's Michael. Hi. I live here now long time, and my friend here show me how to eat fruits today, right? You can with Benjamin now. Before you can do with what do you want? Other videos. Yeah. So then, Michael. Yeah, you can. Okay. Xin chào. Tôi là Michael. Tôi ở đây sau năm rồi. Okay. Hôm nay chúng tôi sẽ ăn xoài chấm muối ớt. Sẽ ăn xoài chấm muối ớt. Okay. Okay. Bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem nha. Okay. Bên này là mắm ruốc nha. Tại vì Michael không ăn mắm ruốc được, là mình đã ăn để mắm ruốc. Okay. Michael không thích mắm ruốc, mình để xa một xíu. Thôi. Okay. Bên này là mình đã chuẩn bị cho các bạn xem nha. Đấy, còn bên này ớt là mình đã giả cho Michael. Và bây giờ hai tụi mình sẽ thưởng thức nha. Mọi người bây giờ mình sẽ ăn thử để Michael xem và sẽ ăn thêm mình nha. Bây giờ mình sẽ ăn thử một trái xoài. You don't like this? No. Okay, I can eat this. For looks, yum. Okay. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ ăn thử nha, tại vì Michael không thích mắm. Thế nên mình sẽ ăn xa một chút. Chua quá. Mình thì ăn quen rồi, không biết bằng Michael bằng sẽ cảm nhận nó như thế nào nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho Michael ăn thử nha. Ok, mọi người bây giờ Michael sẽ ăn thử nha. Ok, let's try this. Like chili. Many chili. Okay. Are you sure? Yes. Like this? Ok. What do you think? It's good. It's good. It's hot. It's hot, yeah. But it's good. You can try many chili. But this green man, I don't like it. You don't like greens? No. Why? Yellow. Yellow is not good for with chili. But more sweet? More right? Sweet, yes. You know yellow for delicious. Yeah, delicious. Yeah, delicious. Yeah, yeah. Let's try with apple. Let's try, okay. What do you think? Top man, you know, I like it because this is sweet, this is salty. Okay. But it's also hot. So hot. Yeah, but I like it. But I probably die, right? Die. Why die? Yeah, because very hot. Yeah, very hot. If
fuck are they? Oh my god, you sure? No, I don't sure, but you sure you say I should yes. Try. Try. Wow. Well, it's not really good. It's okay. It's hot. Chili is hot. Yeah, chili is hot. When you swallow it, it's getting very hot. No, you can try it like this. English, what is this? Ice. 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 Oh, nước đá là ice. Hmm. Oh, đá. Đá, okay. But try what? I think you can do finish. You can eat finish this. No, I cannot. Too much. Too much. Why? Ok, mọi người bây giờ mình và Michael sẽ ăn chung nha, một mình ăn hết. Ok, okay, I will try with you. Ok, mọi người bây giờ mình sẽ ăn với Michael ăn cho hết nha. That's disgusting. Ok, Michael cũng thích rất là thúi. Ồ, thúi. Không ngon, không ngon. Không ngon, you can say with me mắm ruốc. Mắm? Mắm ruốc. Mắm ruốc. Mắm ruốc. Mắm ruốc. Tôi không thích ăn mắm ruốc. Tôi không thích mắm ruốc. Ăn mắm ruốc. What's mắm ruốc? English. But it's nước mắm. Yeah. Why you say ruốc? Why do you say? Because nước mắm with fish. And this is nước mắm. Yeah. But you don't say nước mắm. You say, again. Mắm ruốc. Why mắm ruốc? Nước mắm with mắm the same. The same. But you know ruốc. They do fish, yeah. Chilies. It isn't the names. The name they call the name. Okay, understand. Mắm ruốc. Because many products from nước mắm, not only. Okay, which different? Yes. Hot man. Like, I know. Foreigner don't like. Why you crying? I don't cry, it's just hot. No. Really? Yeah. It's hot, man. You know, you eat fucking chicken. Oh my god. Yeah, but I'm okay. Can't eat it. You sure okay? Hello, xin chào mọi người nha. Tại vì ăn từ nãy giờ Michael đã cay và chảy nước mắt rồi, có thể mình sẽ dừng video tại đây. Xin chào, cảm ơn mọi người đã xem, và nếu mọi người thấy hay thì ủng hộ video của hai tụi mình để sắp tới hai tụi mình sẽ làm ra nhiều video hay hơn nữa nha. Friends, thank you for watching and have a nice day. Bye bye. Okay, and follow me for next video again. See you soon. Okay, see you soon. Bye.